Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình rất là may mắn luôn các bạn ạ. Bởi vì mình đã tìm ra được một cái hội quán đầu tiên. Đó chính là hội quán hệ nước ha. Và đây chính là cái nguyên hiệu đầu tiên của mình nè các bạn ạ. Rất là đã luôn nha. Sắp tới là hy vọng chúng ta có thể săn được nhiều huy hiệu mới của thật là nhiều hội quán á. Ngoài ra mình còn nhận được một cái nhiệm vụ mà mình săn tìm từ đầu tới giờ. Đó chính là nhiệm vụ sao băng, để mình có thể sở hữu được một cái vòng Dynamax á các bạn. Nên là bây giờ chúng ta phải tích cực đi khiêu chiến Pokemon nè, cũng như là đi bắt thêm Pokemon mới ha. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái nhiệm vụ huyền thoại, đó chính là nhiệm vụ đại bàng điện. Nhiệm vụ này thì trước tiên mình cần phải săn một cái orb nè, rồi từ đó mới chế tạo thành cái orb of static show. Cái này thì mình không có tự quyết được, phụ thuộc chính vào nhân phẩm thôi các bạn. Nên là hôm nay dự là chúng ta phải đi khám phá nhiều để loot mấy cái rương á, hy vọng là nhặt được ha. Rồi, và chuyến đi ngày hôm nay thì chắc là mình tính trở lại cái vùng mà không, cái thế giới chứ, thế giới Ultra Beast đó các bạn. Ở đâu ta? Đây đây đây. Lunala Fusion các bạn, mình sẽ mang cái nhóc này ra để có gì còn giúp mình tạo ra cái hố Ultra nữa. Đây, Lunala tạo hố Ultra nè. Đâu ta? Đây đây đây, nó nằm nằm ngay phía sau lưng Lunala luôn các bạn. Rồi, bay qua hố Ultra nào. Let's go. Ủa, alo, ok. Cái giá, trời ơi, người già quê thiệt. Mẹn đếc ơi, nhục quá. Ủa, sao chui không được? Đây. Thiệt tình luôn. Hay ra dễ quá các bạn ơi, về cái kết. Bữa nay thì hy vọng là chúng ta có thể loot được nhiều cái beast chest hơn các bạn. Hình như là mình chưa có cái beast spawn nào hết. Với cả là mình chưa có được một Pokemon kiểu như quái thú Ultra Beast nào hết luôn nha. Để xem đâu là người bạn đầu tiên bên thế giới Ultra Beast ngày hôm nay á. Ui, mình thấy có một cái rương ở đây các bạn ơi. Ê. Ui, không có. Tưởng đâu có luôn, cái ọp thì ngon các bạn. Đây nữa nè, còn cái rương nữa nè. Ui, vẫn không, chỉ có Flame Blade thôi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Kế bên còn có một ngôi làng nữa. Ê, nhưng mà như cái làng này mình từng ghé ngang rồi các bạn ơi. Chính xác rồi. Nè, cái đảo này là cái đảo mà lúc trước mình bắt được thêm một cái người bạn Greninja. Đây, Greninja Advent đó các bạn. Này, đi ngang coi, có gặp thêm Pokemon nào mới không? Có vẻ là không rồi các bạn ơi. Còn bên này có một cái đen. Wow, để coi Pokemon trong đen là hình như đây là cái nhóc bên kia các bạn. Chính xác rồi, hệ lửa với hệ đá nè. Đúng lúc mình đang muốn cày cái nhiệm vụ sao băng luôn. Mình sẽ đánh cái đen này các bạn ạ. Một công đôi chuyện đó. Aura Sphere trước nè. Kako, ui nóc áo luôn. Yeah, mình sẽ bắt em này đưa về đội luôn hết các bạn. Cẩn thận, không khéo là bấm nhầm Master Ball là hơi lãng phí nha. Và coi coi. Ý, được nha. Đầu xuôi đuôi lọt các bạn ơi. Mở màn như vậy là khá ngon rồi. Có được Kako về đội luôn. Nếu vậy thì đưa ẻm ra và cày cấp luôn các bạn ơi. Kako thì còn có thể tiến hóa được thêm vài lần nữa. Ê, bên này là Trời, Whopper, dĩ cưng. Lượm em Whopper này luôn đi. Đây, trở lại với Pokemon này các bạn ơi. Wow, đây là Rhydno các bạn ơi. Một Pokemon hệ nước với cả là hệ đá nha. Wow, được vậy ta. Em này mình chưa có trong máy tính nè. Thôi được, mình sẽ đưa Scizor ra để chúng ta phone sweep cho chắc đấy các bạn. Rồi, tấn công một cái. Đấy, em có phản đam không? Ui, em tăng chỉ số lên. Wow. Nhưng mà cũng muộn rồi cưng. Tầm này tăng thì cũng về đội của anh thôi. Ok không? Có vẻ được luôn các bạn. Wow, bữa nay là mình bắt đầu là được đó nè. Hay tại mấy em này là hiện tại đang cấp thấp nhờ. Mình nghi lắm. Rồi phía bên này là trainer hay sao nè. Mutator. Wow, một kỹ năng hệ rồng
Wait, Draco Meteor. Wow. Hyper Voice, đồ nữa nè. Nhưng mà cái này nó... Ai? Được các bạn ơi. Mình có đem theo hơn. Ruby vẫn còn trong máy tính. Được, được. Rayquaza học được kỹ năng Draco Meteor này nhá. Một kỹ năng hệ rồng. Thay thế cho Outstrand luôn các bạn ơi. Thử luôn. Quá đã. Ê, đang lựa kỹ năng thì đâu ra em nhợ này kêu chiến vậy? Ủa em kiến chứ. Thôi được. Cái... Hả? Cái gì? Ê, hình như... hình như đứa con thất lạc của Giratina xuất hiện gần đây các bạn ơi. What the... Ui đúng lúc này thì Kako cũng đã tiến hóa trở thành Colossal rồi các bạn. Tin động trời lại xuất hiện rồi. Nè. Hôm bữa mình... Ôi trời, nhóc này chủ động kêu chiến với Rayquaza Necro của mình luôn. Trời ơi. Chắc chắn đây là đứa con thất lạc của Giratina rồi. Thôi được, chinh phục luôn nào. Ok, mình sẽ có rễ bằng đòn crun ha. Wow, wow. Trời, cu te ác thiệt các bạn ơi. Ôi nhóc này nhỏ nhỏ, trời trời ơi. Phản đam các bạn. Wow, nhỏ mà có giỏi nha. Nhưng mà cu te như vậy nhất định phải về đội mình. Mình sẽ thử tung Ultra Ball đi. Ừ. Bình thường Giratina thì chắc là mình sẽ dùng Heavy Ball các bạn. Nhưng mà đây là dạng baby. Dạng em bé Giratina nên là... Mình nghĩ là Heavy Ball sẽ không có hợp lý đâu. Mà mình cũng dùng thử lại cái nữa coi. Được không? Ồ, không được thiệt. Thôi, cứ spam Ultra Ball trước đi ha. Hết Ultra Ball thì đổi sang những quả bóng chứa khác sao cũng được các bạn ơi. Thì ra bên thế giới Ultra Beast này còn có những Pokemon sáng tạo hình dạng em bé giống như vậy các bạn ơi. Nhưng mà xác suất bắt được những Pokemon huyền thoại này mình nghĩ sẽ rất là thấp luôn các bạn ạ. Ồ. Trời ơi, coi. Ây à, ví dụ mà khó quá là mình tung Master Ball thiệt á các bạn ơi. Ừ, mình không có bỏ lỡ được đâu á. Thiệt luôn. Ôi trời ơi, đánh Articuno mình không trượt phát nào luôn kìa. Trời ơi, nhỏ mà có vỏ là đây chứ đâu nữa. Ừ, mới tung Dust Ball thôi mà đã nhảy ra rồi. Tính ra Dust Ball không hiệu quả lắm các bạn ơi. Ừ, chắc phải đổi sang bóng khác thôi. Hey, bóng gì đây? Hammer Ball thử xem. Ừ, Fastball. Đúng rồi, quên ta. Hôm bữa Fastball qua đây gánh tem giúp mình rất nhiều lần các bạn. Nên là lần này mình sẽ thử dùng lại Fastball xem. Mình cũng có rất là nhiều Fastball nha. Coi coi có thành công hay không. Rồi luôn. Lần thử đầu tiên có vẻ là mình đã thất bại rồi các bạn à. Ừ. Ây da. Tiếc vậy. Trời ơi, Giratina baby. Phải bình thường là 750kg là mình thu phục bằng Happy Ball là kiểu gì cũng lụm các bạn. Nhưng mà em này chắc vài ký thôi, có chút xíu à. Rồi, em đã khiêu chiến mình lại các bạn. Được đấy, em chủ động thì tốt. Mình sẽ cài khịa bằng đòn crunch của Rayquaza trước ha. Tránh sử dụng mấy kỹ năng khác các bạn, mình sợ knock out luôn thì lúc đó tiếc hồi hồi á. Rồi, tới lượng máu này, mình sẽ cho Seesaw ra. Chiến này mình sẽ cấu rỉa máu nhiều hơn lần trước nữa. Cho về thấp thiệt là thấp luôn. Phone sweep. Ui, mà quên. Hình như phone sweep không có đá động được vô Giratina. Ờ ha. Yêu, vậy thôi tung bóng chứa luôn thôi các bạn ơi. Đây là lần thử thứ hai rồi. Trời đất ơi, sao mình nghi quá à. Mình có linh cảm kiểu như là những bóng thường sẽ không có bắt được Giratina baby á. Giống như Mewtwo lần trước vậy đó các bạn. Hình như Pokemon càng hiếm thì tỷ lệ bắt cũng sẽ càng khó hay sao á. Coi kìa, các bạn thấy không? Quá là căng luôn. Hả? Ây! Tưởng đâu là được rồi chứ. Trời ơi, lắc dĩ rồi mà không chịu về đội.
căng thiệt, nãy giờ mới có một lần lắc lâu như vậy đó các bạn ơi. Rồi luôn, vụt mất cơ hội luôn rồi. Hey, thử lại. Lần hai sắp toan tới nơi rồi các bạn ơi. Rồi luôn rồi. Thiệt đó các bạn à, giống như là bóng thường không bắt được Gigatina Baby rồi. Như vậy thì một hồi mình không còn bóng chứa mà đi khám phá tiếp đâu. Thôi được, nếu đã tới cái nước này thì chúng ta sẽ tung Master Ball đầu tiên. Ok, mặc dù đây không phải là Gigatina hàng real các bạn, chỉ là dạng em bé thôi, nhưng mà mình thấy cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm sở hữu được Gigatina hàng real ha. Thôi em muốn đánh mình nữa cả. Em muốn đánh lắm đúng không? Tôi không đánh em đó, tôi tung bóng Master đó, em làm gì tôi? Chịu về đội tôi không? Không chịu nữa là tôi bó tay luôn đó. Nhưng mà không, Master Ball thì bách phát bách trúng các bạn ơi. Ủa sao văng em luôn rồi? Tính ra là mình đang ngồi gáy luôn á các bạn à. Ui, mình mất hết một cái Master Ball rồi. Hên. Vẫn bắt được Giratina Baby các bạn ơi. Yes, thành công. Vậy là bây giờ mình đã có được hai Pokemon Baby đầu tiên rồi các bạn. Đó chính là Giratina với cả là Kyurem. Rồi luôn, nay mình xài đội hình Baby đi. Đưa Giratina Baby ra nè. Trời ơi, cú téo hả các bạn ơi. Cơ, em chạy cơ. Ờ, thấy cưng không? Còn bên này là Kyurem Baby ha. À, Kyurem thì cũng nhỏ xíu giống như em này thôi. Ờ, và chắc chắn rồi, ở dạng Baby này thì mình có thể cưỡi. Ô, và bay được luôn nha. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. À, chi tiết là mua tutor ở đây đã đi mất rồi. Không thôi là mình dạy kỹ năng cho em luôn á. Để coi thôi, kỹ năng của Giratina Baby đang là... Wow, chưa có kỹ năng hệ rộng ha. Nhưng mà ok, vẫn đủ để mình đi quẩy được á các bạn ơi. Tiếp tục nào. Có kỹ năng gì đặc biệt không? Coi thử coi. À, Giratina Baby không có kỹ năng đặc biệt ha. Ở đây sẵn tiện có em mèo nè, cho Giratina Baby ra trận thử nha. Nghiếp em luôn. Rồi, kêu chiến nào. Aura Sphere. Ý, ôi trời ơi. Một phát đi luôn rồi các bạn. Quá căng. Tầm này là phải tìm boss các bạn ơi. Tìm boss cho Giratina Baby thử sức ha. Vậy là sắp tới mình chỉ còn có một cái Master Ball thôi. Mình sẽ không được lãng phí nhiều nữa rồi. Chúng ta phải tích cực đi săn thêm Master Ball mới được các bạn à. Ủa? Ôi ở đây có em Pokemon bé nhìn thấy cưng vậy. Ok, kèo này ngang kích thước nè. Chứ không có ngang cấp phải không? Ý, lại thêm một cái chỗ Ultra Deep Sea khác các bạn ơi. Oh, đã vậy còn có Boss Gengar đứng núp ở dưới này nữa chứ. À, được đấy. Đã tới lúc để Iron Stretch ra trận rồi. À, Giratina Baby các thứ đó ha. Rồi, ok, đội hình tạm ổn. Rồi, đầu tiên sẽ là người bạn mới Giratina Baby. Nhóc này ra trận và để xem coi. Shadow Cloud vuốt bóng tối. Ui da, Gengar đánh đau quá. Yêu, không ổn cho Giratina bé nhỏ rồi. À, nice. Tới lượt của Iron Stretch thì sao? Rắn. Ui dồi, rác vậy. Ui, Iron Stretch tấn công cũng khá là tốt rồi các bạn, nhưng mà không kịp làm thêm một hit nữa. Tới lượt Scizor thì sao? Bullet Punch. Đây nè, hay lắm Scizor. Rồi, vậy là Scizor gánh tem rồi các bạn ơi. Ok, và để coi có Master Ball không. À, chỉ được đá Mega thôi các bạn ơi. Thường thì boss Ultimate mới dễ rơi ra Master Ball ha. Nhưng mà thôi kệ không sao. Từ từ chúng ta tìm. Ủa bên này là Pokemon gì vậy? Hả? Porygon. Nani. Ủa bình thường em này là mình phải chế tạo các bạn ơi. Nhưng mà bữa nay mình gặp em ngoài tự nhiên luôn nè. Nhưng mà sao em đen thui vậy? Em mới chui vô cái hốc bà tó nào mà mặt mày đen thui vậy? Rồi mình sẽ thử bắt em luôn á. Xì sao? Khiêu chiến người bạn Porygon này coi.
Trời ơi, đi lạc trôi à. Oregon 2 luôn nha. Ok, em này thì mình sẽ tôm ui, mình không có level ball. Vậy thì thôi tôm quick ball thử coi. Coi coi ổn không. Bữa giờ quick ball chưa có chinh phục được Pokemon đâu hết các bạn ơi. Vì chắc trở lại với Ultra Ball tiếp thôi. Hồi nãy mình hao hết một mớ Ultra Ball để bắt Giratina Baby rồi. Ôi trời, Oregon tấn công cái đòn gì ghê vậy. Nhưng mà không có thốn máu. Nhìn thì đẹp đó nhưng mà không có thốn máu Seesaw các bạn ơi. Đây chắc lại là một cái hình dạng đặc biệt rồi. Ừ, mình đoán vậy á các bạn à. Thế nên là mình thấy cái tỷ lệ bắt có vẻ là hơi thấp nha. Nãy giờ mình tung bóng chứa liên tục mà không có dấu hiệu bắt được luôn á. Nè. Úi. Ui giờ phải than các bạn ơi. Tính ra mới than luôn là em chịu về đội các bạn. Đây sẽ là Porygon Spirit Form. Wow, hình dạng Spirit các bạn ơi. Uầy, trông đặc biệt thiệt á. Bình thường sẽ có màu xanh rồi màu hồng nè, nhưng mà ở dạng Spirit này thì đen huyền luôn á. Ồ, cưỡi được không? Ờ hả. Ui có vẻ là mình không cưỡi em đó được. Ok, nếu mà như vậy thì mình cũng không có gượng ép em làm gì ha. Tuy nhiên thì em mới cấp 30 mấy à các bạn à. Kỹ năng thì ôi cũng có kỹ năng tấn công á. Được, để vô đội hình đi. Trời có một em khiêu chiến luôn cơ. À nhóc nào. À nhóc này à. Ok, cho Porygon ra trận thử luôn á các bạn. Tấn công nè. Đợi đợi, kỹ năng này nãy mới đánh Seesaw nè. Ấy trời, cái nhóc Pikachu này hồi máu các bạn, chơi lầy quá à. Đó, tấn công cũng dữ dằn lắm nha Porygon. Ui dùi. Nhóc kia rơi cá nóc cho mình quá trời cơ. Ăn mừng á. Ồ mà hồi đã ăn cá nóc rồi ha. Dễ đành đập đó các bạn ơi. Nguy hiểm nha. Rồi, tiếp tục cưỡi Giratina Baby và đi tiếp thôi các bạn ơi. Ừ. Ê. Ồ đây nè. Đây là Dino. Wow, là dạng chưa tiến hóa của Hiragon đó các bạn. Em rồng ba đầu. Why why. Được được được. Nãy giờ Articuno chưa có ra trận nhiều nè. Mình sẽ cho Articuno ra trận xíu ha. Tấn công nhẹ bằng đòn nào vậy ta. Ủa sao thấy đòn nào cũng gắt hết vậy trời. Không biết ổn hay không đây. Thiệt luôn. Nghi nghi rồi, nghi nghi rồi. Trời ơi, đẩy một cái một nhóc đó đi luôn các bạn. Không có duyên rồi. Mà lạ tới hình như mình không có may mắn để gặp những quái thú Ultra Beast hay sao. Ê. Hả? Ở đây là một cái trung tâm Pokemon hay sao á. Hay là trạm y tế các bạn ơi. Ui, nhà mình chưa có cái máy trao đổi Pokemon nè. Ở đây đúng lúc không có ai. Trời đất, thời tới cảm kịp các bạn ơi. Tranh thủ lúc này. Giọt luôn các bạn, lấy được thứ mình cần lấy rồi. Đi thôi đi thôi. Tính gà ghé cái vùng này cũng có lời nha. Ấy ấy trời, nghiệp quật. Ôi chui gì có nghiệp quật rồi. Thôi 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 thôi, chuồn qua đây thôi các bạn. Có điểm rồi đó. Ấy, trên này là một cái tòa tháp gì nữa nè. Đằng kia là một thành phố kết thúc nữa. Đúng đúng đúng, thành phố kết thúc có tỷ lệ gặp được Master Ball nha. Nên là mình cũng muốn thử lắm. Vào bên đó liền. Cho Giratina ra. Ok, let's go let's go. Có rương không? Ê có rương luôn kìa. Hợp lý hợp lý. Vô lượm được cái Master Ball là giọt lẹ luôn nha các bạn. Master Ball. Ui. Ui, không có rồi. Tôi đâu có cần tìm kim cương đâu. Ôi trời trời, sugar nó quýt. Ủa có cái muỗng, ok lượm cái muỗng trước đi. Ok. Có gì lượm đó các bạn ơi. Cái này sẽ tăng sức mạnh cho các kỹ năng hệ siêu linh ha. Ok, hợp lý, mình sẽ cho Porygon mới về đợi luôn đi. Đằng kia có một cái đen. Hoài. Để coi trong đó là Pokemon gì đây. À, cái này là em Chapin các bạn ơi. Mà nãy giờ đi mình không có gặp được cái Ultra Beast Chat nào luôn nha. Xui tới vậy luôn hả trời. Không loot mấy cái đó thì lấy đâu ra cái Ultra Beast Ball vậy. Ui, đây là Pokemon gì vậy. Ồ, một em hệ lá các bạn ơi. Colossal nãy giờ tiến hóa mà mình chưa cho ra trận nè. Ok,
kèo này cho em ra trận luôn đi ha. Và đối thủ là Servin. Được được. Tấn công nào Colossal. Ôi chua gì, Servin đã tấn công Colossal rồi. Có vẻ căng. Rồi Servin luôn. Rất là nhanh ha. Em này hệ lá hả? Ok. Thử bắt em về đội coi. Reset nhân phẩm nào. Ủa sao lắc lắc vậy? Biết ngay mà. Đang thu phục mà lắc lắc là nghi rồi. Cái kiểu này chắc bị xui lây rồi các bạn ơi. Không được, phải xả xui mới được. Bằng cách là lên đây loot rương mới được. Trên này có Master Ball là hết xui liền các bạn. Còn mà không có Master Ball thì thì chắc tại mình nhỏ thôi. Ok, giờ xuống thử nè. Không có. Cũng không luôn. Toàn là Mai Blade cơ mà. Oh no 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 no. Ở phía dưới mình lại gặp một cái chỗ chạm xá Pokemon nữa kìa. Không biết là chị tá có dưới không ta. Hello. Ui chị tá là không có nhà rồi. Ây kêu đút. À kêu đút xí hổ sao mà núp đây vậy. Ui trời trời. Rồi luôn rồi. Gigatina của mình lọt dưới rồi. No. Ủa à quên em biết bay mà quên á. Ừ ha, mình lo cho mình thôi chứ lo cho em chi. Mình lọt dưới là mới có chuyện. Ấy giờ là em lọt được kìa. Hình như giờ mới lọt hay sao các bạn ơi. Ý, em tút ở dưới rồi kìa. No. Sẵn đây tranh thủ làm nhiệm vụ luôn các bạn. Đánh bại nhiều nhiều Pokemon xíu ha. Rồi vô đây loot thêm. Lộn mượn chứ. Mượn ít đồ của chị tá nữa. Mình thân như chị tá lắm các bạn. Nên là các bạn yên tâm. Thân ai nấy lo. Rồi. Ê, gì? Cái gì? Ôi trời. No. Đừng có gớt. Hên. Em này thiệt tình luôn á. Cưng. Tính tròn anh đúng không? Hả? Đu. Em tròn anh nè. Em cho mình cái trứng các bạn. Thôi kệ. Lụm cho em vui ha. Rồi. Vô trong cái vùng Savannah này coi. Ừ. Để coi. Có gặp được cái Ultra Beast chết nào hay không? Gì muốn gặp chân. Trời. Thiệt luôn á. Bữa giờ chắc mình loot được Ultra Beast chết đếm trên đầu ngón tay quá. Trong khi đó là một cái thứ mà mình nên loot thật là nhiều để chúng ta cày đồ ở bên thế giới này. Ảo thật. Ôi. Không có cái nào nguyên một cái đảo bự này luôn á. Nhân phẩm của mình tới đây là cùng các bạn ạ. Trời đất. Ui. Ui đây có em boss nè. Em boss này cấp cũng khá thấp các bạn. Cấp độ hiếm à. Ok được á. Cái này là vừa sức với Gigatina nè. Aura Sphere cái coi. Ui. Không xin nhê ẻm lắm các bạn ơi. Đổi. Shadow Cloud. Cũng không xin nhê luôn. Ơi, không có khinh thường Vulabi được các bạn ơi. Vulabi thấy vậy khó chịu lắm á. Đây. Đổi sang kỹ năng Ancient Power thì có vẻ đỡ hơn nè. Ngon. Cố lên Gigatina baby. Kẹo này anh sẽ cho cưng cánh tim luôn. Nice. À được thêm kẹo nữa. Im. Rồi. Cho cưng ăn kẹo lấy sức luôn nha. Có cái bình này cho cưng luôn nè. Xa mình thấy có em voi các bạn ơi. Ê. Em voi đó được nha. Coi thử coi. Ở đây có thêm một em nữa. Cúp fan. Hai em cúp fan luôn. Nhóc này 26. Nhóc này 15 nhưng mà bự hơn các bạn ơi. Thôi đồ hình mình quá nhiều Pokemon bị suy dinh dưỡng rồi. Mình cũng bị mang tiếng là sao toàn bắt Pokemon suy dinh dưỡng á. Nên là thôi mình sẽ bắt em này ha. Để em lớn lên em đỡ bị suy dinh dưỡng các bạn. Không thôi là mình bị mang tiếng hoài luôn á. Rồi tôn một cái Ultra Ball đi ha. Ok nếu mà em về đội mình sẽ cày cấp cho em luôn. Để cho em mau chóng tiến hóa lên. Ý em chịu luôn nè. Ngon. Ý được cái thành tựu gì cơ. À, em là Pokemon thứ 10 hệ thép trong cái máy tính của mình các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cày cấp cho em luôn các bạn ơi. Ê, mình thấy rồi. Yay. Cái Ultra Beast Chat đầu tiên của ngày hôm nay các bạn. Ê. À, được cái đĩa ký ức hệ bay. Tạm thời cứ lượm trước đi ha. Và đằng kia quầy của em này chất lắm nè các bạn ơi. Wow. Ôi kìa. Đây là Zep Straka các bạn ơi. Một em giống như là ngựa vậy đó. Nhưng mà ngựa điện. Chất. Mình thích những em chất như vậy.
Colossal, kèo này chắc em ra được á. Ra Big Spin thử coi. Trời, em tấn công đòn điện cơ. Đẹp vậy. Được rồi chứ. Thêm một đòn nữa nào Colossal. Ok, câu rẻ rất là tốt ha. Đòn thứ ba. Ổn luôn. Rồi, em ngựa điện này đang rất là hấp máu rồi. Mình sẽ tôn Ultra Ball để chúng ta bắt em này ha. Nãy giờ mình đang tích cực cày cái nhiệm vụ các bạn ạ. Và được luôn. Yes. Em voi thì học được kỹ năng mới nè. Xa xa có Camelbot. Nice. Ủa Numel chứ lộn. Với kẹo này để coi coi đâu ta, Kira Baby. Ok được á. Lâu rồi chưa cho em gánh tem chứ. Đây, nhân dịp này cho em gánh tem ha. Để xem. Hero Boom. Ôi trời, gánh tem thiệt các bạn ơi. Ngon luôn. Em voi chắc chiến này tiến hóa được quá. Nữa. Gần đây lại xuất hiện Lunala nữa các bạn. Ây à. Thôi được rồi. Với Lunala, mình sẽ cho Giratina của mình ra trận để đương đầu ha. Để xem. Với kích thước bự và ngầu của Lunala Fusion và kích thước bé nhỏ của Giratina Baby, Pokemon nào sẽ giành chiến thắng đây? Ê, cửa thắng đang rộng mở cho Giratina nha. Cố lên cưng. Thêm một đoạn nè. Gọi luôn. Tới công chuyện Lunala Fusion rồi. Một ít nữa. Gánh tem. Đừng thấy Giratina nhỏ mà khinh thường nha. Em ơi bị mạnh đó. Wow. Tuyệt vời các bạn ơi. Ồ, đằng đây có một em Pokemon hình như thể thép hay sao nè. Ủa cái dùng sa mạc này tính ra được ta. Nãy giờ mình gặp quá trời Pokemon ở đây luôn á. Golett các bạn ơi. Nhóc này thì còn có thể tiến hóa nữa. Hệ ma với hệ đất á. Thôi được. Mình sẽ cho bé voi ra trận đi. Để coi coi ổn hay không đây. Ok, cấu rỉa đoạn này ổn nè. Cứ từ từ, không có gì phải vội hết em voi ơi. Ôi trời, em em chủ động tấn công luôn á, ghê vậy. Thôi thôi, đừng có đánh nữa nha. Ý. Ui, hình như cái đòn vừa rồi. Ây da, em sẽ dùng đam liên tục các bạn ạ. Ý. Mình bất cẩn rồi. Thiệt tình luôn. Vậy là không bắt được cái Pokemon Golett kia rồi. Hơi tiếc ha. Ý, ở đây có em cá sấu nè. Ôi, Sandile. Em này cute đấy. Bắt về đội luôn các bạn ơi. Sẵn tiện cày cấp cho em luôn. Chịu không? Chịu liền, nói lời ngon tiếng ngọt. Chịu liền các bạn. Mới thấy luôn á, Whitbon lập được chiến công rồi các bạn ơi. Chiến công đầu tiên. Rồi rồi, cho em cái XP share luôn nè. Phía đằng kia. Trời, có một người đeo cặp mắt kiến rất là nổi bật giữa cái sa mạc này. Đây là... à, trainer. Đeo mắt kiến nhìn gợi đòn người ta. Vô luôn. Rayquaza. Test kỹ năng mới nào, Raco Meteor. Trời. Wow, Houndour. Quay quay. Căng vậy cưng. Vui gì Houndour đã chủ động tấn công Rayquaza rồi. Tiếp theo là Salandit. Ok, tấn công nữa nè. Quay quay, kỹ năng hệ rồng của Rayquaza có vẻ khỏe các bạn. Chỉ là một phần Pokemon của trainer này hơi bị out cấp á. Cấp 20 mấy không à. Ê, có Charizard nữa cả. Ok, nhưng mà cũng phải quẩy thôi. Xong rồi, rất là nhanh luôn các bạn ơi. Và đồng thời cúp fan của mình sau trận chiến vừa rồi cũng đã nhận được kinh nghiệm chia sẻ và tiến hóa. Đây sẽ là lần tiến hóa đầu tiên của em ha. Em đã trở nên to hơn. Và bây giờ em là cướp bê cha các bạn. Em này tiến hóa có một lần rồi các bạn ơi. Ok ok, cưỡi được luôn nè. Lộc cưỡi voi các bạn. Lộc không phải trai bản nhưng mà Lộc vẫn cưỡi voi được nha. Xin một khoan, hồi nãy mới thấy boss team hả? Trời ơi, không kịp qua đánh boss rồi các bạn ơi. Phải đi tìm boss chỗ khác rồi. Khoan, sao cái đen này? Em cáo lửa các bạn ơi. Nhóc này có tên là Fennekin. Ok, mở màn nào, Articuno. Ôi trời, knock out luôn rồi. Nhanh vậy. Rồi, chúng ta sẽ tung bóng chứa ha. Về sau em này vẫn có thể tiến hóa được các bạn. Nên là mình sẽ bắt. Trời ơi, tính trước bước hôm qua. Em đập cái bóng chứa cái bon luôn các bạn ạ.
Quê sệ thiệt chứ. Quầy quầy, kia là Lucario đang chuẩn bị khiêu chiến mình luôn kìa. Wow, biết ngay mà. Thôi được, muốn test kỹ năng Raco Meteo của Rayquaza Necro chứ gì. Cho Lucario nằm xả lai luôn. Nhưng mà nãy giờ mình chơi từ từ. Ở đây có một cái Ultra Beast Jet. À, lại là cái đĩa kia. Sao không phải là cái bóng chứa nhờ. Trời đất ơi. Chuyện là nãy giờ mình cũng săn nhiều Pokemon Bot nè, rồi gặp công trình các thứ, nhưng mà không có lượm được cái orb nào hết các bạn ơi. Ủa, vậy biết chừng nào mình mới hoàn thành cái nhiệm vụ đi trời. Đây, lại thêm một cái thành phố kết thúc nữa nè. Ghé qua coi thử coi. Có cái orb nào không? Please, please. Cho tôi cái orb đi. Vẫn không các bạn à. Hả? Đây rồi, đây rồi. Yay. Hôm bữa mình tìm quái thú Ultra Beast không được, nhưng mà hôm nay đã khác rồi các bạn. Mình đã gặp được quái thú Ultra Beast đầu tiên rồi. Đây, chính là Staka Staka các bạn ạ. Một quái thú mang song hệ thép và đá. Đã vậy. Hồi đây chắc là đã tới lúc để chúng ta dùng Heavy Ball rồi các bạn. Kèo này mình sẽ cho Giratina Baby ra trận trước đi, để cống rỉa máu á. Wow, wow, wow. Sử dụng Shadow Cloud. Ok, cái năng này có rỉa máu tốt nè. Không sợ knockout Staka Staka ha. Yeah, yeah. Chúng ta sẽ dùng thêm. Rồi nên vui hay nên buồn ta? Ôi, cái lần thứ 3 mình dùng đã knockout luôn Staka Staka rồi các bạn ơi. No. Nhưng mà mình lại lụm được cái Beast Ball. Đơn đào đào đơn thiệt chứ. Kỹ trời. Không thôi là chúng ta bắt được rồi. Mình bất cẩn quá. Ai, đã vậy còn gặp. Ở cái gì? Đây là Acheon các bạn. Đúng không? Không, Aerodactyl chứ nhầm. Một Pokemon cổ đại. Ôi dồi. Kèo này chắc mình phải đưa thêm một Pokemon dữ dữ vô quá các bạn ơi. Thôi thì kèo này mình sẽ cho người bạn đầu tiên của mình ra trận á. Lâu rồi vừa thấy Blastoise quẩy thật là sung các bạn. Bây giờ sao lắc vậy? Từ kiếm chỗ nào đó an toàn cái. Đây đây đi. Rồi, tôi muốn chứa và khiêu chiến nào. Ok ok. Hy vọng là mình cứ đừng có lọt. Trở về nhà là được. Mega cho Blastoise trước các bạn ơi. Không biết là Aerodactyl á có knock out Pokemon của mình hay không đây. Mình cũng đang rén các bạn ơi. Tại vì đây là lần chạm trán đầu tiên á. Ý, hơn nửa cái máu của Blastoise rồi. Ủa nhưng mà không sao, Blastoise cũng đã cấu rỉa lại 40% máu thôi các bạn. Nhưng mà Blastoise cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có Articuno, Thánh Phượng Hoàng Băng các bạn. Để xem. Tấn công nè. Ý. Trời, Aerodactyl knock out luôn rồi. Uno, cắn vậy. Rayquaza thì sao? Raco Meteo. Quay quay quay, kỹ năng này được các bạn ơi. Cố lý cố lý. Lại một đòn nữa. Ây không kịp. Liệu rằng Giratina có thể gánh thêm được hay không đây? Ôi no, thua rồi. A few moments later. Lần 4 luôn rồi đó. Boss bán hành thật sự các bạn ơi. Ok, Pikachu đã làm tê liệt Aerodactyl rồi. Thunder thêm một đòn nữa. Yes. Rốt cuộc thì cũng thắng rồi các bạn. Pikachu làm được rồi các bạn ơi. Wow, Pikachu hay lắm. Tặng cho Pikachu cục kẹo nè. À mà quên, Pikachu cấp 100 rồi các bạn. Ê, kế bên còn có boss khác nữa. Cái boss này chắc Giratina gánh tem được nè. Tới chọn cậu Giratina baby. Thử nào. Shadow Cloud. Bây giờ. Wow wow. Cấu rỉa tốt, cấu rỉa tốt các bạn ơi. Không sao không sao, mình còn nhiều đồng đội khác lắm. Đây, Dizor mới vô trận nè. Bullet Punch. Ủa, có cửa thắng các bạn ơi. Rồi. Thêm một đòn Bullet Punch nữa thôi. Yeah, thắng luôn. Lại thêm một viên đá Z. Hãy siêu linh.
Và Benete, Mega các bạn, đá Mega của Benete. Alright, còn bên này lại là trainer đúng không? Ừ đúng rồi. Wow, hình như ý trời muốn mình làm cho xong cái nhiệm vụ sao băng hay sao á. Ừ nhưng mà còn nhiều lắm các bạn ơi. Được thôi, được thôi. Cho Sabedo Fusion hôm qua mới về đội ra trận á. Trời, đối thủ là một em cá nhỏ xíu kìa. Thấu đều muốn chui vô họng của Sabedo luôn các bạn. Bay. Đó, cạp một cái nha. Thôi xong rồi, yêu em chim. Em chim này cũng vừa mồm của Sabedo đấy. Ây da, ây da. Không, 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 dễ sơi các bạn ơi. Ui, đây rồi, đây rồi. Knock out luôn. Why mơ. Vừa mồm không? Vẫn vừa mồm. Trời đất. Công nhận có cái mồm to cũng lợi thế quá chứ. Cuối cùng mình cũng đã gặp lại được Stakataka lại rồi các bạn ơi. Ok, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm á. Mình vẫn cho Riratina ra cấu rỉa, nhưng mà mình chỉ tung Shadow Cloud hai lần thôi. Ui, ui, thôi. Chắc một lần thôi các bạn ơi. Lần thứ hai mình sợ knock out luôn á. Mình sẽ đưa thành viên khác ra cấu rỉa đi. Sabido. Ừ, bay được nè. Đó, ngon ngon ngon. Quay. Cái gì vậy? Sao tự đánh tự phản đam vậy? Ê, ê, thôi nha. Bisbon, bữa nay mới lượm được một quả duy nhất các bạn. Được luôn. Đúng là... À, Bisbon có khác các bạn ơi. Bắt quái thú Ultra Beast cực nhanh luôn. Quá đã, quá đã. Nice. Vậy là chúng ta đã có được một quái thú Ultra Beast đầu tiên các bạn. Quái thú này thì hơi bị bự luôn nha. Chưa, để mình hồi phục lại rồi chúng ta đưa Staka ra trận á. Thôi kìa. Wow, dữ dằn ghê. Kế bên mình thấy có Venusaur kìa. Ok, cho Staka test sức mạnh luôn á. Vô. Ui, hơi ao cấp một xíu nha. Để coi coi, ném đá nè. Ui trời ơi, Venusaur tấn công nhưng mà không xin nhê các bạn. Nhưng mà phản đam thì gắt đến từ Staka. Thêm một đòn ném đá nữa. Rồi luôn. Sợ bam ném đá tới khi mà Venusaur chịu không nổi các bạn ơi. Chiến thật. Tiếp tục nào. Ui, Venusaur đang búp chỉ số luôn quá trời cơ. Hên, không xin nhê các bạn. Và ê. Ui no, bị phản đòn rồi. À, bị outplay. Tới em, ngựa điện thì sao? Đây là trận chiến đầu tiên của em. Discharge. Ây, không kịp. Rồi luôn rồi. Cái gì cũng phải để Giratina Baby. Đừng nói là knock out luôn Giratina Baby nha. À hên, không sao các bạn ơi. Em làm được. Ồ, học được kỹ năng Shadow Fort. Tấn công ngay cả khi mục tiêu tự bảo vệ mình. Quá đạo vậy. Dậy liền. Trời ơi, đúng lúc Sandile cũng chuẩn bị tiến hóa luôn các bạn. Ê, tính ra bữa nay mình thành công bên Ultra Beast lắm nha. Hơi bị hên các bạn ơi. Rồi. Bây giờ em đã hết đi bằng 4 chân các bạn. Em đi bằng 2 chân rồi nè. Ê, trở thành Rockrock các bạn à. Và em còn tiến hóa cho một lần nữa nha. Nãy giờ mình ở bên Ultra Beast cũng khá lâu rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà cái ha. Ok, sau đó mình sẽ tiến hành cho Rockrock tiến hóa thêm một lần nữa để kết thúc công việc ngày hôm nay ha. Như vậy đã là rất là tuyệt vời rồi. Đây, tiến hóa lần cuối nè. Bây giờ em sẽ cao to hơn và chuẩn bị đổi màu da luôn. Em sẽ trở thành Crocodile các bạn ơi. Ôi, cả sáu chiến là đây. Để có chiêu đào đất nữa nè. Từ để mình qua đây mình thị phạm cho các bạn xem xíu ha. Rồi, đào đất đi cưng. Đào đất cho anh. Đúng rồi, bới đất cho anh. Đó. Mình sắp làm sếp rồi đó các bạn. Muốn đào đất chỗ nào là cứ kêu em lại đào thế ha. Ok, cũng khá là vui chứ. Em này để nhà làm bảo vệ là hợp lý các bạn à. Nè, cái tướng này làm bảo vệ là
hết sảy luôn á chứ. Nói chung thì hôm nay là một ngày cũng vô cùng may mắn đối với mình ha. Bởi vì mình có thêm cũng khá là nhiều bạn mới nha. Từ một Pokemon huyền thoại, nhưng mà đây là dạng em bé thôi các bạn à, không phải hàng riêu, nhưng mà không sao, cũng rất là đã rồi. Đó chính là Giratina. À, các bạn thấy Giratina baby có dễ thương không? Hãy cho mình biết cảm nhận các bạn ở dưới phần bình luận nha. Bên cạnh đó thì mình còn có quái thú Ultra Beast đầu tiên, Staka. Rồi à, có thêm Porygon nữa. Con nhóc đó đâu rồi ta? Đây. Porygon đen thui thù lùi nha. Đây là dạng Spirit đó các bạn. Rồi còn có Colossal nữa nè. Tương lai, người bạn này có thể Dynamax. Ủa lộn, Gigantamax nha. Nên rất là tiềm năng á các bạn à. Rồi cả voi nữa. Nói chung thì quá là may mắn luôn. Hy vọng những ngày kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy á, để có được thật là nhiều Pokemon mới về đội nữa. À, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovefruit hay là Unitlet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.